Trong đêm nay, thời tiết tại các tỉnh thành Bắc Bộ sẽ khô ráo hơn, mây mỏng dần dẫn đến nhiệt độ thấp nhất tại khu vực này sẽ giảm khoảng 1 đến 2 độ so với đêm qua, phổ biến là từ 9 cho đến 12 độ, vùng núi là từ 6 đến 8 độ. Sang đến ngày mai, nắng sẽ xuất hiện trở lại trên toàn khu vực Bắc Bộ, do đó mà nhiệt độ tại đây sẽ tăng nhanh và dao động trong khoảng từ 17 cho tới 20 độ, có nơi trên 20 độ. Như vậy, tình trạng rét đậm rét hại sẽ chỉ còn xảy ra vào đêm và sáng sớm, ban ngày thời tiết sẽ ấm dần lên. Với các tỉnh miền Trung, mưa sẽ giảm xuống mức độ rải rác và tập trung chủ yếu tại khu vực Trung Trung Bộ, còn các nơi khác không mưa, ngày có nắng đan xen. Nhiệt độ cao nhất ngày mai tại các tỉnh phía Bắc đèo Hải Vân phổ biến là từ 19 cho tới 22 độ, còn các tỉnh phía Nam đèo là từ 24 cho tới 27 độ. Xuống với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, thời tiết tại khu vực này vẫn khá ổn định, đêm và sáng sớm trời lạnh, còn ban ngày có nắng. Nhiệt độ cao nhất tại Tây Nguyên duy trì trong khoảng từ 24 cho tới 26 độ, và tại Nam Bộ là từ 28 cho tới 30 độ. Trên biển, quần đảo Hoàng Sa có mưa rào rải rác, gió đông bắc vẫn mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9 gây biển động mạnh. Quần đảo Trường Sa có mưa dông, gió đông bắc mạnh cấp 5, riêng phía tây gió cũng hoạt động với cường độ cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9.